Chị Liêm xin thân chào các bạn thân mến. Hôm nay giới thiệu với các bạn chủ đề Đại học Úc top 20 trên 1.500 đại học trên thế giới. Đây là một chủ đề hết sức là vui đối với những sinh viên Úc. Các bạn thân mến, căn cứ vào bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới hàng năm của QS trong năm 2024, ba đại học Úc được xếp hạng top trong 20 trường đại học nổi tiếng trên thế giới trên tổng số 1.500 trường đại học trên thế giới được khảo sát của hơn 106 quốc gia. Đây là một số thành công kỷ lục của đại học Úc đối với trường quốc tế. Các bạn thân mến, căn cứ và sự nhận xét của 250.000 giáo sư đại học trên thế giới đánh giá và nhận xét về công việc nghiên cứu này trong quá trình đào tạo các trường đại học. Căn cứ vào những cái điều kiện chính sau đây để phân loại đại học tốt nhất trên thế giới trong 2024 của QS là: thứ nhất, chất lượng đào tạo, công nghệ hiện đại giảng dạy; thứ hai, hiệu suất cao, tìm việc thành công sau khi tốt nghiệp; và đồng thời cũng căn cứ vào các công trình nghiên cứu về các đề tài khoa học của những trường đại học Úc xếp loại cao. Do đó, căn cứ vào những yếu tố trên, những đại học Úc được xếp loại top 20 trên 1.500 đại học trên thế giới của 106 quốc gia. Đây là một sự tuyệt vời của nền giáo dục Úc nói chung và Đại học Úc nói riêng. Các bạn thân mến, đối với nước Úc, những trường đại học nổi tiếng được xếp loại trong top 20 trên 1.500 đại học trên thế giới gồm có: thứ nhất là Đại học Melbourne ở tiểu bang Victoria, gọi là The Melbourne Australia; thứ hai là Đại học Sydney; và thứ ba là Đại học New South Wales, tức là ba đại học top 20 trên 1.500 đại học trên thế giới sau khi nghiên cứu của 106 quốc gia. Đây là một công trình nghiên cứu hàng năm đối với QS xét duyệt tất cả những trường đại học được xếp loại cao trên thế giới. Đây là một cái chỉ tiêu mà Đại học Úc đã đạt được rất tuyệt vời. Căn cứ và những chất lượng đào tạo của những trường đại học nổi tiếng của Úc bao gồm đào tạo rất nhiều nhân tài đạt giải Nobel trên thế giới của những trường như Đại học Melbourne, Đại học New South Wales và Đại học Sydney là đào tạo ra rất nhiều nhân tài đạt giải Nobel trên thế giới, nhiều lĩnh vực về y khoa, kỹ thuật, về nhân văn và xã hội học, đặc biệt về ngành IT. Đây là một cái điều mà những đại học này đã được các chuyên gia giáo sư trên thế giới đánh giá và công nhận. Điều thứ hai là có nhiều công trình nghiên cứu được các hội đồng khoa học trên thế giới công nhận từ ba trường đại học ở Úc này. Có những cái công trình nghiên cứu về y khoa, kỹ thuật, về tất cả những lĩnh vực như nhân văn và môi trường, vân vân, của những giáo sư dạy những trường đại học ở Úc đã được các hiệp hội, các công trình trên thế giới của các trường đại học đánh giá và xếp loại rất cao. Điều thứ ba là chất lượng giảng dạy được đánh giá cao qua các nghiên cứu của hội đồng dược sắt trên thế giới chấp nhận. Vấn đề chất lượng giảng dạy ở Úc là đối với vấn đề ở trường học là nghiêng về thực hành, đời sống thực tế qua những cái nghiên cứu thực tế, không có những cái phần lý thuyết suông mà luôn luôn chú ý về thực hành. Chính vì thế, những sinh viên sau khi tốt nghiệp tất cả những trường này nói riêng và những trường đại học Úc có một cái quá trình thực hành rất là tốt, do đó tiếp cận và công việc ở xã hội rất thực tiễn,
và dễ dàng tiếp cận được công việc và tiếng Anh căn bản tốt thì đó là cơ hội thuận lợi vô cùng. Có hơn 150 ngành học mà các sinh viên chọn theo học từ tất cả những trường đại học Úc, rất nhiều ngành nghề tùy theo khả năng của mỗi sinh viên sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, tức là tú tài, thì cánh cửa đại học rất rộng với 150 ngành học ở các đại học Úc mà các tân sinh viên đi ghi danh theo học tùy theo cái sức điểm của mình sau khi tốt nghiệp. Nếu những sinh viên nào điểm càng cao và học những môn có giá trị như toán, anh văn, lý và hóa thì đại học Úc sẽ chào đón những sinh viên này với những ngành nghề rất là tốt đẹp và có giá trị trong tương lai sau khi tốt nghiệp, ví dụ như là y khoa, kỹ sư, luật sư, vân vân. Nếu những sinh viên này ở quá trình phổ thông trung học học giỏi thì đạt được những thành quả tốt thì các trường đại học nổi tiếng đón nhận. Đặc biệt đối với những sinh viên ở Úc khi học ở trường đại học, một điều rất căn bản là tất cả các sinh viên không phải lo lắng gì về vấn đề học phí khi học đại học. Chính vì thế mà quyết tâm học tập thực sự thì sẽ có căn bản một cái giá trị cao sau khi tốt nghiệp. Xin giải thích thêm, đối với những sinh viên là công dân Úc khi tốt nghiệp phổ thông lớp 12, tức là tú tài khi do ngành đại học, thì những học sinh nào có điểm cao ở kỳ thi tú tài phổ thông và học những môn giá trị như toán cao cấp, vật lý, hóa học và anh văn giỏi thì các trường đại học Úc nổi tiếng đều đón nhận vào những ngành nghề rất là tốt đẹp. Trong quá trình học đại học thì những sinh viên ở Úc là công dân Úc không phải lo trả tiền học phí học đại học, bởi vì chính phủ Úc có một chương trình gọi là HEAD để giúp đỡ cho những sinh viên vay số tiền học đại học trong đủ thời gian 3 hoặc 4 năm học ở trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, những sinh viên này sẽ đi làm và tùy theo số lương cao hay thấp thì chính phủ sẽ trừ dần tỷ lệ phần trăm căn cứ vào số lương của sinh viên tốt nghiệp nhận được, trả lại những tiền đã mượn học đại học trước đây gọi là tiền HEAD. Đây là một điều rất là tuyệt vời đối với những học sinh có gia đình tương đối không thuận lợi lắm, vẫn có cánh cửa đại học mở rộng đón chào các bạn nếu các bạn có một cái tinh thần quyết tâm cao. Là một đất nước rất tuyệt vời về lĩnh vực đào tạo thế hệ trẻ và cơ hội rất tốt nếu những bạn nào cố gắng. Đó là xứ chuột túi kangaroo rất đặc biệt các bạn nhé. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học có tỷ lệ tìm việc cao 80% và đa số các sinh viên tốt nghiệp đều nắm giữ thành phần tốt trong xã hội Úc. Bởi vì xã hội Úc là một cái ngôn ngữ bằng tiếng Anh. Nếu những sinh viên nào mà học giỏi mà là công dân Úc và tiếng Anh giỏi thì khi xin việc rất dễ dàng. Đặc biệt đối với những du học sinh khi tốt nghiệp đại học xong nhưng trình độ tiếng Anh còn giới hạn, không vững vàng thì cánh cửa xin công việc cũng là rất là hạn chế các bạn nhé. Bởi vì khi làm việc bằng tiếng Anh mà chúng ta không vững vàng thì cái công việc xin được cũng khó khăn. Phải nói là rất hạn chế cho những sinh viên tốt nghiệp mà trình độ tiếng Anh không vững. Đó là điều chúng ta cần phải biết, đó là điều quan trọng vô cùng. Xin nói qua ba đại học top của 20 trên 1.500 đại học trên thế giới. Thứ nhất ở Úc là Đại học Melbourne, gọi là The University of the Melbourne,
được thành lập năm 1853, là một trong những đại học tốt nhất nước Úc và có hạng top trên đại học trên thế giới. Nói đến Úc thì danh sách đại học nổi tiếng gồm có Đại học Melbourne trong đợt này được chấm, và Đại học Sydney và Đại học New South Wales, và ba đại học top 20 trên 1.500 đại học trên thế giới. Đây là một điều tuyệt vời, vô cùng cực kỳ tuyệt vời các bạn. Đại học Melbourne đã thu hút số lượng lớn sinh viên khá giỏi theo học tại đây. Có hai cái đối tượng, tức là sinh viên nội địa, tức là sinh viên là công dân Úc, và thứ hai là sinh viên du học. Xin giới thiệu với các bạn là Đại học Melbourne là một cái đại học rất nổi tiếng ở thành phố Melbourne nó riêng và nước Úc nói chung, là khi tuyển đầu vào rất là nghiêm ngặt. Đối với những học sinh nào tốt nghiệp bậc phổ thông trung học, tức là tú tài ít nhất từ 90% điểm trở lên mới có cơ hội nộp đơn xin vào học những ngành của trường đại học Melbourne các bạn nhé. Nếu những sinh viên, những học sinh nào điểm dưới 90 thì cơ hội nhìn vào trường đại học Melbourne là rất hơi khó, bởi vì cái đầu vào chọn rất cao, đó là cái điểm thi tú tài phổ thông từ 90% trở lên. Nhưng đặc biệt nếu các bạn muốn học những ngành ở Đại học Melbourne, ví dụ như học y khoa, thì ít ra các bạn phải tốt nghiệp bậc cử nhân 3 năm, tức là Biomedicine, tức là phải học 3 năm đại học trước có bằng cử nhân Biomedicine, sau đó mới thi game sắt và qua một kỳ thi phỏng vấn rất nghiêm ngặt mới được vô học năm thứ nhất Đại học Melbourne các bạn nhé. Chứ không phải là chúng ta có điểm 99% trở lên thì chúng ta vô học Đại học Melbourne ngay. Điều này không có các bạn ạ. Mà các bạn phải có một cái bằng cử nhân trước 3 năm về Biomedicine vững vàng và qua kỳ thi game sắt thì các bạn mới có cơ hội vô ngưỡng cửa ban đầu, và kế tiếp là kỳ thi phỏng vấn với vào năm thứ nhất. Đây là một rất nghiêm ngặt. Hay đặc biệt các bạn muốn mà học luật ở Đại học Melbourne cũng thế, phải có một cái bằng cử nhân 3 năm trước và sau đó thi chuyển qua học ngành luật ở Đại học Melbourne, chứ không đi thẳng vào năm thứ nhất của đại học luật. Chính vì thế đầu vào của trường Đại học Melbourne là một cái cánh cửa rất khắt khe đối với sinh viên. Chính vì thế những sinh viên vào những ngành của trường Đại học Melbourne là những sinh viên đã là thuộc loại giỏi trước đây ở trung học. Chính đầu vào rất là khó khăn. Hơn nữa phương pháp đào tạo của trường Đại học Melbourne hơn 100 năm nay là đã là có phương pháp rất hiện đại và nổi tiếng. Nơi đây khi những sinh viên học và tốt nghiệp thì cái bằng cấp của trường này rất có giá trị các bạn nhé, và khi đi xin việc rất dễ dàng. Melbourne University là một trong những đại học hàng đầu trên thế giới với phương pháp giảng dạy hiện đại, chất lượng đào tạo cao, hiệu suất sinh viên tốt nghiệp vững chắc, đào tạo nhiều nhân tài cho nước Úc và trên thế giới. Có nghĩa là những chính khách của nước Úc hiện tại và trước đây đã là những sinh viên tốt nghiệp từ trường Đại học Melbourne. Đại học Melbourne xếp hạng thứ 14 trên thế giới trong QS World University Ranking 2024, tức là Đại học Melbourne đã xếp thứ 14 trên 1.500 đại học trên thế giới do QS World University Ranking 2004 xếp loại. Đại học Melbourne có khoảng 100 trung tâm và viện nghiên cứu đào tạo các ngành nổi tiếng về y khoa và các ngành về khoa học và nhân văn. Đây là một điều rất tuyệt vời các bạn.
Đặc biệt đội ngũ giáo sư của trường đại học Bê Bình quy tụ những giáo sư bác sĩ hàng đầu, những nhà khoa học nghiên cứu y khoa nổi tiếng và những cái giáo sư kỹ thuật giảng dạy. Đây là nguồn gốc của sự thành công của đại học Bê Bình. Các bạn thân mến, sau trên đây là những cái giới thiệu với các bạn những trường đại học ở top 20 trên 1.500 đại học trên thế giới. Quả là một con số tuyệt vời, hãnh diện cho những sinh viên Úc, và đồng thời cũng là một cái giá trị của thị trường, giá trị của đại học Úc trên trường quốc tế. Xin giới thiệu với các bạn. Lần nữa, Tri Linh xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn ngày bình an và hạnh phúc bên người thân của mình. From Tri Linh, Melbourne, Australia. Thân chào tạm biệt các bạn.